đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công nam thanh niên leo lên cột đèn chiếu sáng trên địa bàn tại giao lộ giữa quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, giáp ranh giữa phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Một nam thanh niên đi ra giữa quốc lộ và leo lên cột đèn chiếu sáng, đứng ở phần thanh sắt nằm ngang rồi nhảy múa. Ngay sau đó, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng vì lo sợ nam thanh niên té ngã, ảnh hưởng đến tính mạng và các phương tiện tham gia giao thông. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều hai xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận, tìm cách thuyết phục để đưa nam thanh niên xuống đất, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Hơn 30 phút vận động không hiệu quả, một nhóm cứu hộ dùng xe thang tiếp cận ở trên cao, một nhóm khác căng bạt bên dưới để đề phòng nam thanh niên nhảy xuống. Lợi dụng lúc nam thanh niên sơ hở, cảnh sát khống chế đưa xuống đất và chở về trụ sở để làm rõ danh tính, kiểm tra chất kích thích. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua hiện trường bị ùn ứ kéo dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra BC03 công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân, 61 tuổi và Bùi Huỳnh Bá Phước, 40 tuổi, cùng là công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FODO do Hòa cùng đồng bọn thực hiện, với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Trang Co, thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FODO thuộc diện tạm nhập tái xuất từ tổng kho xăng dầu nhà bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu, cảng Lotus. Nhóm này cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre cho biết đã đến kiểm soát trường hợp ca bệnh tử vong do virus dại trên địa bàn thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là ca tử vong thứ hai do bệnh dại của tỉnh tính từ đầu năm 2024 đến nay. Bệnh nhân nam sinh năm 1988 trú tại thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 với các biểu hiện chán ăn, nhức đầu, mệt mỏi, sợ nước, sợ gió. Ngày 13 tháng 3, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với virus dại, sau đó mất vào ngày 14 tháng 3. Được biết bệnh nhân có tiền sử bị chó nhà cắn cách đây 7 tháng, vết cắn nông, bệnh nhân không đi tiêm phòng. Có thể thấy bệnh dại trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn đang được tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nguy cơ gây dịch nếu không có các giải pháp phòng bệnh hiệu quả. Tòa án Nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức xét xử lưu động đối với hai vụ chống người thi hành công vụ đang được dư luận hết sức quan tâm. Cụ thể, Ngô Văn Linh, sinh năm 1998, không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông, mà cho xe phóng nhanh đâm vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương, tổn hại 10% sức khỏe. Sau va chạm, Ngô Văn Linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy tổng hợp. Tiếp đó, Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974, điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng Giang vẫn không chấp hành, lạng lách trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác và nhiều lần va vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang 1 năm 10 tháng tù giam, bị cáo Ngô Văn Linh 1 năm 9 tháng tù giam, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thì hai người đi xe máy bị ô tô đi phía sau lao trúng, hất văng ra xa. Cú va chạm mạnh khiến xe máy kẹt cứng dưới gầm ô tô, còn hai người ngồi trên xe máy bị hất văng xa nhiều mét và nằm bất động trên đường. Đáng chú ý, sau cú tông mạnh với xe máy, chiếc taxi vẫn tiếp tục chạy và đâm vào ô tô khác, khiến xe này bị hư hỏng nhẹ. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, hai nạn nhân đi xe máy đã được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện. Thông tin từ công an phường Đức Giang thì hai nạn nhân này đã hồi phục, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.